trái thương nhớ, một trái ngu ngơ, một trái ngây thơ. Cả một đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cất lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mơ vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mơ bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu để xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hỡi, để lại một đời vẫn vương cả một trái nhớ say. Khi cơn mưa bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này, cần một người đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng rất nhiều. Qua đây có lẽ cũng là lần đầu tiên được gửi lời cảm ơn mà đối mặt như thế này tới tất cả quý vị đã cùng ủng hộ ca khúc, rồi ủng hộ MV và ủng hộ mọi thứ cho cái câu chuyện của cái bài hát này được bắt đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và trước ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ vừa rồi thì là những liên khúc, những bài hát còn sót lại của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mà Love Song số 1 Hà đã chưa hát. Và hôm nay thì thực sự là khi mà Hà cố gắng tìm bài ra để chọn một liên khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận thì thực sự là rất là bị stress. Hà không biết là khi mà Hà ở Mỹ, Hà đi tour lưu diễn thì những thời gian còn lại là Hà dành chỉ để nghe nhạc của chính mình. Và sau đó thì muốn lên hết tất cả những bài hát để trở thành một câu chuyện và những cảm xúc thật nhất của mình để tiếp tục lại chia sẻ với mọi người. Mặc dù là từ mới năm ngoái đến năm nay chỉ một năm thôi mà quá trời chuyện đã xảy ra. Và Hà mong là mọi người cũng sẽ ủng hộ lắng nghe, bởi vì Hà sẽ nói hết á. Hà thề là Hà sẽ nói hết. Và nói như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào mọi người muốn nghe như thế nào thôi, chứ còn là Hà sẽ nói. Hà cũng xin được giới thiệu trước với mọi người là phần 1 này là những ca khúc của Hà còn sót lại chưa hát. Và bên cạnh đó là những bài hát mà trong vòng 1 năm qua Hà đã hát được nhiều nơi. Và không ngờ là những ca khúc này khi được khoác lên những bản phối mới thì lại được mọi người yêu mến đến như vậy. Và phần 2 sẽ là những bài hát mà Hà xin phép được cover lại của các anh, các chị, những đàn anh, đàn chị của Hà, những ca sĩ đã đi trước, đã từng thể hiện rất thành công những ca khúc này. Và những ca khúc này cũng đã gắn liền với Hà trong những câu chuyện của một quãng thời gian qua. Thậm chí có một bài gần mười mấy năm về trước mà hôm nay Hà cũng xin phép được hát lại. Và phần 3 thì lại những bài hát của một lớp ca sĩ trẻ. Bây giờ sẽ là một bài hát mà Hà và nhạc sĩ Hoài Sa rất đau tim. Đau tim từ những ngày đầu tiên nghĩ ra bản phối cho ca khúc này. Và đến hôm nay thì lại đau tim nữa, là vì nếu mà không hát thì sẽ thành thiếu, mà hát thì lại bị thừa. Vậy thì Hà đưa cho anh Sa một bài toán là anh phải làm như thế nào để mọi người đã nghe nhiều bài hát này rồi nhưng mà sẽ không cảm thấy nhàm chán mà thích thú. Và bài toán này đã có lời giải, nhưng lời giải để có đúng hay không thì sau bài hát này chắc có lẽ Hà với anh Sa mới biết được đáp án là như thế nào.